Rồi, trưa thứ bảy em có cập nhật clip chạy bò giống Long An đó, thì anh chị nào muốn mua bò lỡ bán bò thịt gì đó thì tới chạy hay là liên hệ tới em đó. Địa chỉ thì ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An anh chị. Chạy lớp có một lô bò lỡ, lô bò được từ từ hàng 400 đến 600 anh chị, đến 700 cũng có luôn, 650. Thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ tới trại, đến xem trực tiếp ở ấp Hy Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đó. Đồng bào B quá trời thân lưng không. Bông đùi đó thì anh chị nào có nhu cầu thì đến xem trực tiếp tại trại như vậy đó. Còn muốn bán thì liên hệ số điện thoại để em tới anh xem khảo sát và thương lượng. Lưng con nào nấy bằng yến anh chị ơi, cổ câu cần đó, đang lên cổ đó, thịt khu này. Còn này thì tầm 450 500 hết anh chị ơi, 500 thì tùy theo con nha anh chị. Tầm 600 650 700 tùy theo con anh chị ơi. Con này tầm 650 đến 700 rồi. Tùy theo hàng anh chị. Đó, thì giai đoạn nó lớn này thì cũng mà lên rồi. Đó thì địa chỉ của trại là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An anh chị. Quá trời con kem này nó chịu ăn nè anh chị ơi. Hết không? 450 500 những con bò lớn này anh chị, coi cái lưng nè. Quan trọng lên trời thì anh chị nào có thì liên hệ.